Mọi người khỏe không? Dạ. Ngày mỗi ngày đều phải khỏe. Bởi vì quý vị biết sao không? Mình còn sống được ngày hôm nay đó là may mắn. Điều thứ hai, mình còn sống đến giờ phút này mình mới biết được rằng ngày hôm nay mình còn tồn tại. Bởi vì ngày mai chưa chắc mình đã được sống. Phải không? Chưa chắc sẽ được sống. Cho nên á, ngày hôm nay được xem như ngày cuối cùng của mình đi. Cứ vui đi. Cứ làm hết tất cả đi. Cứ sống cho trọn vẹn. Sống như vậy thì tuyệt vời còn chi nữa, phải không? Giống như thầy hay nói mấy người Phật tử á. Buổi sáng thức dậy, làm chuyện gì? Đi ra ngoài trời, vòng tay lại. Hoặc là chấp tay cũng được. Già cho thiệt lớn. Vì sao vậy không? Ngôn ngữ dân gian của Việt Nam chúng ta có câu rồi. Trời kêu ai nảy già. Lo già trượt sướng hơn. Mắt mở chứ định lúc đó mà già làm chi vậy? Lúc đó chưa chắc đã giảm già, đúng không? Bây giờ học Phật rồi, an nhiên tự tại để bây giờ lo già sớm đi. Mà già trượt rồi á, thì ngày hôm nay thiên hạ có chửi, có mắng, có làm chuyện chứ nữa. Mô Phật, hoan hỷ, cũng già luôn chứ nữa. Quý vị đồng ý không? Thực hiện đi. Đó là một chỗ có hạnh phúc đó. Cuộc đời cũng đơn giản lắm, còn gì để mà phải cho nên luôn kinh già thôi. Đây này, hoa nở ngay trước mắt đấy này. Chứng hoa chứng đồ đầy đủ cả, mà khi nào phiền não khổ đau trật lất. Bởi vì hàng ngày hoa nở dễ thương như này. Và hoa muốn mình hãy nở như hoa để mà đồng đều, phải không? Gì nữa, ai thích hoa, ai thích nhìn ngắm hoa cả mà mình chịu nở đẹp như hoa, phải không? Như vậy là người mình sai rồi, phải không ạ? Đó, thế này, hoa nở dễ thương chứ. Đó, cho nên á, cũng vậy, hãy buông hết tất cả, hãy xả hết tất cả để mình nở hoa. Cho nên Phật giáo mới có câu gọi là hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Hoa nở là thấy Phật liền à? Mình có thấy chi không hay là thấy chi chí đâu không à? Cho nên tập đi, tập hoa nở thấy Phật đi là được. À. Vâng, kính thưa quý vị, lần trước thầy đã giới thiệu với quý vị về Tội Trừng và Thiên Thai Tông. Một cái điểm sáng rất rực rỡ ở giữa thời Bình An. Không biết là thầy có giới thiệu cho quý vị và gợi cho quý vị cái phần gọi là Tăng Binh chưa? Chưa phải không? Chưa thì thầy sẽ gợi cho quý vị cái phần này. Bởi vì Tăng Binh là một cái hiện tượng nó bắt đầu xuất hiện giữa thời Bình An. Giữa thời Bình An và số công cái chiều dài lịch sử của Phật giáo Nhật Bản. Tăng Binh nó đóng vai trò rất quan trọng. Đó là một lực lượng bảo vệ rất là hùng mạnh của các cái ngôi chùa lớn ở tại đất Nhật. Và cũng là một cái lực lượng chống đối với triều đình. Cho nên vì vậy mà quý vị biết rằng là họ sợ Tăng Binh. Ngày xưa họ sợ ghê gớm. Cho nên người ta mới dùng một cái từ gọi là Tăng Binh. Có nghĩa là người lính mà cào đầu dưới hình thức của tu sĩ. Thì vâng, phần 6 thầy sẽ giới thiệu cho quý vị. Nếu quý vị hôm nay không có thì không sao cả. Chúng ta hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái phần gọi là Không Hại và Chấn Ngôn Tông. Thầy có gợi phải không? Dạ vâng. À, song song với ngài Tổ Trưng thì cái nhân vật phải được đề cập đến và đã tạo một cái dấu ấn vô cùng to lớn với cái Phật giáo Nhật Bản, đó là ngài Không Hại Đại Sư. Thế thì cuộc đời của ngài nó như thế nào? Bây giờ chúng ta xem một thử. Ngài Không Hại, ngài sinh năm 774 và năm lên 15 tuổi, ngài lên Kinh Đô học văn thư với ông ngoại và đến học đại học chưa được 3 năm, học hết các học vấn của Trung Quốc. Quý vị biết là học vấn Trung Quốc không phải ít đâu.
nào là kinh thư lệ lạc vân vân này nọ, không dễ để học. Thế đó mà một bậc gọi là có trí tuệ lớn như ngài Không Hải đại sư, ngài chỉ trong vòng có 3 năm thôi, ngài học hết tất cả những học vấn của Trung Hoa, thì phải nói rằng là cái trí tuệ ngài siêu tuyệt. Cho nên mới gọi là 15 tổ được đó, chứ không phải bình thường. Sau đầu tiên là ngài học cả học vấn Trung Quốc, có nghĩa là ngài chỉ chuyên về thể học, ngài chỉ chuyên về thể học. Thì sau đó ngài nhấn nghe một vị sa môn, một vị tu sĩ thuyết giảng về hư không tạng cầu văn pháp. Thì nên từ đó ngài bắt đầu đi tuần du một số các tiểu quốc, đi khắp các tiểu quốc để chiêm bái, và 6 năm sau ngài trở về kinh đô. Trong thời gian này ngài còn học hết các giáo học của Phật giáo Nam Đô. Quý vị biết rằng là cái thời đại của ngài lớn lên là thời đại phát triển rực rỡ của Phật giáo Nam Đô. Mà Phật giáo Nam Đô là gồm những cái tông phái, ví dụ Cấu Xả Tông, Thành Thật Tông, Hoa Nghiêm Tông, nào là Luật Tông vân vân, những cái tông phái mà hồi mới đầu được truyền từ bên Trung Hoa và Ấn Độ sang ở tại Nhật Bản. Và Phật giáo Nam Đô là một cái Phật giáo có uy thế rất mạnh đối với là Phật giáo đương thời. Họ có cả một cái hệ thống coi như là giáo học rất mạnh. Và đặc biệt nhất, quý vị, thưa quý vị, Thiên Hoàng và triều đình Nhật bảo hộ cho Phật giáo Nam Đô. Chính vì vậy ấy, quý vị biết rằng là không ai dễ đụng đến được Phật giáo Nam Đô. Thế đó mà quý vị biết rằng với ngài Không Hải đại sư, ngài đã học hết tất cả các giáo học của Phật giáo Nam Đô. Mà một khi đã học hết các giáo học đó rồi á, thứ nhất, quý vị để ý trong phần lịch sử này, thứ nhất là ngài học hết tất cả những cái học vấn của Trung Hoa, có nghĩa là học về triết lý của Đạo giáo, của Lão giáo, của Khổng giáo, học hết. Thứ hai, học hết những giáo lý của giáo học của Phật giáo Nam Đô, có nghĩa là Phật giáo mà tồn tại đương thời ngài học hết, ngài đã biết hết tất cả. Tuy nhiên cái con đường ngài không chọn cái đó. Cái điều hai là chọn là ngài không chọn cái Phật giáo của Nam Đô. Ngài không đi theo Thật Tông, ngài không đi theo Hoa Nghiêm Tông, ngài không đi theo bên Cấu Xả Tông, không. Ngài không đi theo Luật Tông, không. Mà ngài chọn con đường của ngài, đó là con đường ngài đi theo Mật Tông. Vì cái nhân duyên đầu tiên đó là ngài nghe một vị tu sĩ thuyết giảng về hư không tàng cầu văn pháp. Mà hư không tàng cầu văn pháp là một pháp môn tu tập của Mật giáo. Cái nhân duyên đầu tiên, quý vị biết là chúng ta cũng vậy. Trong quá trình chúng ta tu tập thì cái nhân duyên đầu tiên á, hoặc có một cái nhân duyên nào đó trong quá trình mình tu tập, mình nghe vị này giảng, nghe vị kia giảng, bỗng nhiên mình có một cái nhân duyên khế hợp với chính mình phát tâm mình thích, thì từ đó mình chọn cái pháp môn đó để mình tu, phải không ạ? Thì ngài Không Hại đại sư cũng vậy thôi. Mới đầu là ngài nghe cái ngài sa môn thuyết giảng về hư không tàng cầu văn pháp, là bắt đầu ngài đi tham bái, đi khắp các nơi để làm chi? Để mở rộng kiến thức và để xác minh rất rõ ràng là mình phải theo cái gì. Cho nên là quý vị thấy rằng là ngài học hết các giáo học của Phật giáo Nam Đô, và đặc biệt ngài đặc biệt ở điểm này, đó là ngài soạn ra cái bộ gọi là Tam Giáo Chỉ Quy Bá Quyền để luận về cái tính ưu việt của ba tôn giáo Nho, Đạo và Phật giáo, và khẳng định rằng chỉ có Phật giáo mới là con đường tối thẳng hơn tất cả. Đây, ngài đã học hết cả học vấn Trung Hoa hết rồi, học hết các giáo lý của Phật giáo Nam Đô rồi. Mặc dù lúc bấy giờ ngài chưa theo Mật giáo, quý vị để cho thầy, ngài chưa theo Mật giáo. Thế đó mà ngài siêu việt ở chỗ là ngài học hết rồi thì bắt đầu ngài mới thấy cái gì là hay, ngài mới đem cái lý luận ra để ngài viết cái bộ Tam Giáo Chỉ Quy. Tam giáo là ba tôn giáo. Chỉ quý là chi? Là cái hướng dẫn, cái con đường để chúng ta thấy rất rõ ràng ba cái tôn giáo này, tôn giáo nào là ưu việt nhất. Đó, ngài viết ra bộ đó. Và kính thưa quý vị, cái việc mà Không Hại xuất gia thọ giới có nhiều thuyết khác nhau. Nhưng cái thuyết đáng tin cậy nhất là ngài xuất gia vào tháng 4 năm 804 thế kỷ thứ 9.
Đến tháng 6, Ngài đăng đàn thọ giới tại Đài Giới Đàn Đống Đại Từ, và tháng sau thì sang nhà Đường cầu Phật. Tất nhiên, đương thời lúc bấy giờ, quý vị để ý cho thấy, Ngài đồng thời đài với Ngài tội trưng, đương thời Ngài cũng tội trưng cũng sáng nhà Đường cầu Phật. Cho nên lúc bấy giờ Ngài tội trưng chưa lập giới đàn ở trên Tỷ Giới Sơn, đúng không? Cho nên chỉ có ba cái giới đàn nổi tiếng nhất ở trong thiên hạ, một trong những giới đàn đó là tại Đống Đại Từ. Thầy đã đến cái giới đàn này rồi, một cái nơi mà phải nói họ làm rất trân trọng ở ngoài trời, và tạo nên một cái đàn, một cái chỗ mình bước lên, người ta gọi là đăng đàn thọ giới. Đăng đàn, đăng là bước lên, chẳng phải ở dưới này, phải bước lên những bậc cấp để thọ giới. Quý vị biết rằng là sau này nếu có duyên á, quý vị đi tham quan, đi học tập thực tế những ngôi chùa của Nhật, quý vị sẽ thấy cái điểm rất hay. Người Nhật họ giải thích rất hay, và họ kết cấu cái chánh điện mà nơi thờ Phật rất hay. Người ta quan niệm như thế này là cái nơi chỗ mà gọi là thờ Phật ở phía dưới kia là thế giới của trần tục, mà khi mình lên chánh điện để mà lễ Phật, gọi là lên chánh điện lễ Phật, thì bước lên trên đó là bước lên thế giới của chư Phật. Cho nên cái thế giới đó phải cao hơn, phải cao hơn, cho nên mình phải bước lên. Còn thường á, quý vị để ý đi, tại vì sao bước lên mà tại vì sao không bước lên? Còn nhiều người họ đến chùa đó nhưng họ chưa vô trong điện Phật, có lễ Phật, họ cứ đi vòng vòng ngoài không, có nghĩa là họ có chưa đủ nhân duyên để bước vào trong Phật, đúng không? Họ chỉ muốn đi bên ngoài thôi, họ đi muốn đi vòng vòng bên ngoài thôi. Ví dụ có những lần thầy đi giảng ở dưới chùa Phật Tổ, cũng có rất là nhiều người đến để nghe, đến để chùa Phật Tổ, nhưng mà hình như họ đến đó để ăn cơm chùa Phật Tổ để cho ngon, chứ không phải đến nghe Pháp, chứ không phải đến để lễ Phật. Nó khác chứ, phải không? Cũng có cơ duyên để chùa đó, nhưng cơ duyên đó nó khác, phải không ạ? Cho nên chúng ta có nhiều cái giai đoạn, nhiều cái gọi là cái cấp khác nhau. Cũng vậy, khi quý vị bước vào trong này, quý vị phải có một cái tấm, đi vô chùa lại Phật à. Thì khi đó quý vị mới bước vào chứ, đúng không? Đó là mới bước vào thôi, chứ chưa phải bước lên, đúng không? Đó, khi vào thấy chánh trong chánh điện, nhìn thấy Ngài trang nghiêm, tất cả mọi cái đều là có như là với cái con mắt phàm tục của mình cảm thấy mình nhỏ bé, mình cảm thấy mình tội lỗi, mình cảm thấy vân vân. Vì vậy cho nên mình đem cả một cái lòng thành để kính lễ. Với cả một cái lòng thành để chi? Để quy y, quý vị để ý cho thầy. Thường ngày chúng ta tâm chúng ta hay chạy tâm bày lắm, suy nghĩ đủ thứ. Khi đến đó thì phải quy y, có nghĩa là quay trở về và nương tựa, có hiểu không? Chẳng phải là thường đến xin thầy quy y là quy y bình thường đâu, không phải. Hằng ngày chúng ta phải thực hiện cái quy y đó. Có hiểu không? Quý vị hiểu không? Phải quay trở về và nương tựa. Thì khi đó mình mới thật sự là đệ tử của Đức Phật. Cho nên bước vào trong chánh điện thì nhìn thấy tôn dung của Ngài, phát một cái tâm thu thẳng, phát tâm chứ mình tội lỗi, sao không sai lầm lâu nay không có thấy được cái giá trị đó, thì thôi con xin nguyện từ nay trở đi con sẽ tu tập, con xin nguyện từ nay trở đi con buông, sẽ từ từ con xả từ từ. Phải phát những cái tâm như vậy, khi đó mình mới tu tập được. Chứ đâu phải dễ đâu thưa quý vị, không đâu. Cái cuộc sống phàm tục của một con người thế nhân chúng ta, nó cứ dễ dỗi, nó cứ dễ tha thứ cho chính mình. Vì vậy cho nên không dễ chúng ta tu được. Trở lại vấn đề thêm một nỗi đáng đang thọ giới. Việc thọ giới là một chuyện khác. Có nhiều người, chứ không phải ít, hỏi ra, nói, dạ thưa thầy, hỏi ra, nói, đã quy y chưa? Dạ chưa. Ôi hôm nay có đang trang, hôm nay có cái giới đang, sao phát tâm quy y đi? Dạ thưa thầy, con đang tội lỗi nhiều quá, cho nên chắc có lẽ con chưa quy y được đó thầy. Đó,
Chứ còn phát tâm làm sao đăng đang thọ giới được, đúng không? Đó. Tự nhiên nó ngăn trở. Tự nhiên nó chặn lại và giúp cho cái thiền pháp của mình nó mất đi, làm cho cái thiền cái tất cả mọi cái cánh cửa của thiền pháp nó đóng lại. Rất là uổng. Quý vị thấy đó. Có nhiều người họ tự nhiên họ như vậy, họ đến chùa thì thích đến chùa đó. Bởi vì đến chùa thanh tịnh và thậm chí là ngồi ăn cơm, ở nhà ăn cơm nào món này món nọ đủ thứ mà ăn không ngon, nhưng đến chùa ăn nó ngon, phải không? Thì thích. Nhưng mà nói chuyện quý ý, nói chuyện tu thì chưa đâu. Phải không ạ? Đó. Chứ chưa nói chuyện mà ngồi vô trong lớp đi mà học, mô phải dễ rồi. Phải không? Quý vị tuyệt vời lắm đó. Đó. Cho nên không đơn giản, thầy nói thật với quý vị vậy, không đơn giản. Vậy vậy cho nên là chuyện là đối với cái chuyện thọ giới, nhận lãnh một cái giới pháp linh thiêng vô cùng. Và đó chính là hàng rào ngăn chặn những sai lầm, những điều không hay không tốt sẽ đến với mình. Cho nên mình phải bước lên, có nghĩa là phát một cái tâm để bước lên trên cao. Cái bước này có nghĩa là bước bằng bước chân vật chất của mình và thăng hoa trong tâm linh của mình nữa. Cái đó được gọi là bước. Tất nhiên là đăng đàn để thọ giới. Cho nên lên trên cái đàn để thọ giới. Bước lên trên đó. Mà bước lên trên cao đó, khi nào mình thấy rằng là mình hoàn toàn lột xác, thay đổi để chuyển hóa. Mà tu là phải chuyển hóa, tu là phải lột xác, tu là phải thay đổi mới được. Cho nên đến tháng 6 thì Ngài đăng đàn thọ giới tại giới đàn của Đông Đại Tự. Và tháng 6 thì Ngài sang nhà đường cầu Pháp. Cái động cơ mà Ngài không hại muốn sang nhà đường cầu Pháp cũng xuất phát từ việc Ngài cảm đắc được Đại Nhật Kinh trong thời gian Ngài ở tại Cựu Mệ Tử vùng Đại Hòa. Cho nên Ngài muốn truy tìm ra, cho ra cái ảo nghĩa của kinh này, quý vị biết. Đương nhiên ở trong đây thầy có chú giải, chú thích cho quý vị biết Đại Nhật Kinh là cái gì. Quý vị biết hai bộ kinh vô cùng quan trọng, đó là những bộ kinh cốt lõi và gối đầu của Mật giáo, đó là thứ nhất là Đại Nhật Kinh, thứ hai là Kim Cương Đảnh Kinh. Nếu quý vị học về mật yếu chỉ mật tông thì quý vị sẽ hiểu mấy bộ đó. Thầy đang dạy những cái phần như vậy. Nhưng mà ở đây thầy giới thiệu rất đơn giản. Thì đó quý vị thấy rằng là những cái bộ như thế này, những bộ kinh này nó rất quan trọng. Mà điều thú vị ở nơi đây là chỉ cái sự sách rồi ghi như thế này, là Ngài Không Hại đã cảm đắc được Đại Nhật Kinh. Trong sự sách của tiểu sử của các vị đại sứ, các vị tổ, và rất là nhiều trường hợp họ đưa ra những câu chuyện mang tính hoang đường, nhưng đó là sự thật. Tí dụ thầy cũng đã gặp, có vị này tu, có vị kia tu. Tí dụ tu về pháp môn niệm Phật, có vị kia tu về thiền tông, có vị kia tu về mật tông, đến nói với thầy: thầy ơi, hồi hôm con nằm mơ và thấy Ngài Di Đà vỗ đâu xóa đâu con. Mình có tin không? Tất nhiên nếu nói quý vị sẽ không tin, bởi vì mình có tu rốt ráo đâu mà để biết được cái điều đó. Nhưng cái chuyện đó thì chưa tin cái đã. Nhưng có những câu chuyện vạn sanh mà trong Đại Tàng Kinh khi thầy đọc, thầy mới thấy rõ như thế này. Ví dụ có một câu chuyện của một vị đó. Vì đó là cư sĩ, thầy cũng nói tu sĩ ở đây. Tu sĩ thì mình chưa nói, nhưng mà vì đó là cư sĩ. Vì đó sau khi gặp một cái đại nạn, thì vì đó phát tâm là chuyên nhất tu tập về pháp môn niệm Phật suốt ngày. Có nghĩa là hầu như là niệm Phật bất đoạn, niệm Phật liên tục, đi đứng nằm ngồi ngủ nghỉ vân vân đều nhiếp tâm để niệm Phật. Thì đến cuối đời á, cái vị đó bị bệnh. Nhưng mà sự sách vẫn ghi, cái trống đó ghi rất rõ là vị đó mặc dù là bị bệnh, mà chuyện bị bệnh là chuyện thương, bởi vì sánh lão bệnh thì phải có bệnh mới có tự, đúng không? Chuyện bệnh là chuyện thương.
Cái quan trọng ở chỗ là vì đó cái tâm bao giờ hướng về Phật. Và cho dù trong cái cơn đau vẫn hướng về Phật. Giống như ngày xưa mà thầy nằm bên bà ngoại của thầy, là khi nào bằng Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, thầy thì ngủ như chết. Mà đến khi mình thức dậy cũng nghe bà Nam Mô Di Đà Phật. Quý vị thấy đó. Cho nên đến khi mà bà xã bảo thân thì có những hiện tượng vạn sáng rõ ràng. 2-3 giờ sáng, cái giờ mà nó tối như mực ở miền Đông, ở tại Huế mà vào dịp Tết nó tối như mực, quý vị biết không? Mà 2-3 giờ sáng khi bà vừa mới trút hơi thở một cái việc thứ nhất, cái lưng của bà khom cong vòng đi là cái khuôn mặt này này là ngang về mặt đất. Thế đó mà khi bà xã bảo thân xong cái là lưng từ từ thẳng ra. Hay không? Không dễ. Việc thứ hai đó là vừa mới xã bảo thân xong cái ngoài trời nó sáng rực lên trong một tích tắc. Đó là những cái tiêu chứng vạn sáng mà ai cũng ngạc nhiên cả. Những người đứng xung quanh hồn niệm ra đều giật mình cả. Thì thôi, cái chuyện của bà ngoại thầy cũng nói đó là thầy kể. Nhưng cái vị này này, cái vị này cũng niệm Phật, cũng đau nằm liệt như vậy đó. Nhưng mà chỉ tâm để niệm Phật, mặc dù trong cơn đau cũng quan quài, bởi vì chuyện quan quài của thể xác là chuyện không thể nào tránh khỏi, nhưng vẫn cố gắng để dùng cái năng lượng để niệm Phật, chủ tâm hướng về Ngài. Một hôm nọ, tự nhiên kêu con cháu tới. Con đỡ ông dậy, đỡ ba dậy, tắm rửa sạch sẽ đi. Tối nay ba đi, Phật về rước ba. Thì con cháu nghe lời, lâu nay nằm rồi, bây giờ đỡ dậy, tắm rửa lau rồi chui rồi sạch sẽ, mặc áo tràng đồ vô đàng hoàng, ngồi ngay ngắn, đỡ ngồi ngay ngắn. Và đến tối là từ từ ông buông đi. Thì khi vừa mới buông đi một cái thì nghe cái gì? Thứ nhất là cái mùi hương thoang thoảng, đúng không? Quý vị, nếu mà ai đi hồn niệm, quý vị sẽ thấy thầy là từng hồi đi hồn niệm và cũng có những trường hợp có mùi hương thơm, có người mình nhợp nhúa dữ lắm. Cho dù có sức cái mùi hương nào đi cỡ đi chăng nữa, mà khi mà những cái mà ô uế trong cơ của người mình tiệt ra thì nó vẫn hôi, đúng không? Nghiệp lực mình tiệt ra thì nó càng hôi nữa. Nhưng có cái hay là do nhờ cái công năng tu tập vì đó, do nhờ sự hộ trì của tha lực mà cái vị đó toát lên mùi hương. Và mùi hương đó không phải là mùi hương từ cái cơ thể của vị đó, mà đặc biệt nhất là mùi hương của các bậc thánh, các vị thánh giả đến. Cho nên vắng vắng nghe tiếng gì, cái tiếng mà gọi là âm thanh của tiếng lính nó réo, và đằng xa một ánh sáng chiếu tới. Trong những cái ngữ lục đó nó nói rất rõ. Thì như vậy từ những cái chuyện đó mình tin rằng là nếu vì đó cái vị mà Phật tử mà để nói với thầy rằng là dạ thầy ơi, hồi hôm con nằm mơ con thấy Ngài Di Đà, Ngài đến Ngài xóa đâu con, thì cái đó là có chứ không phải không. Mình tin. Nếu thầy không đọc cái đó thì chắc có lẽ thầy không tin đâu. Đó. Thì vì vậy cho nên quý vị thấy rằng là cái sự cảm ứng của cả Ngài có, nếu mình thật sự có tu tập. Cho nên vì vậy mà trường hợp Ngài không ngại đại sự, Ngài cảm đắc được cái Đại Nhật Kinh. Mà trong cái câu chuyện của cái về nói chuyện là Đại Nhật Kinh này, cái người vị tổ mà quan trọng nhất của bên Mật giáo là Ngài Long Thọ, thì chính Ngài Long Thọ đã vào ở trong ngôi tháp đó ở bên Ấn Độ, và Ngài cũng được truyền trao cho cái kinh Đại Nhật này. Thì trở lại vấn đề, thầy muốn nói rằng là đối với trường hợp Ngài không hại, cái động cơ mà Ngài sáng nhà đường cầu Pháp đó là nhờ vì Ngài cảm đắc được Đại Nhật Kinh trong khoảng thời gian Ngài ở tại Cựu Mệ Tử. Cho nên Ngài muốn truy tìm cho ra cái ảo nghĩa của kinh này, đó là Ngài sáng nhà đường. Thế thì bây giờ thưa quý vị, trước khi hiểu được điều đó, thầy xin giới thiệu cho quý vị biết cái bộ Tam Giáo Chỉ Quy
mà ngài không hại đại sứ viết ra nói chuyện gì đây? Đây là một bột sanh tuyên ngôn xuất gia của ngài không hại đại sứ. Có nghĩa là ngài viết để tuyên ngôn, để cho mọi người biết rằng, cái nhận thức của ngài rất rõ ràng là chỉ có Phật giáo thôi là hơn hết tất cả những cái tôn giáo khác. Và đây là một cái bản tuyên ngôn rõ ràng cho việc xuất gia của ngài. Bộ này được viết dưới dạng tiểu thuyết ngụ ý mang tính tôn giáo, là một trược tác ra đời vào năm 797, thế kỷ thứ 8. Lúc ngài 24 tuổi, gồm có 3 quyển. Quyển thường là Quý Mao Tiên Sinh Luận. Quý Mao là chi? Là lông rùa. Có nghĩa là luận về cái vị thầy lông rùa. Thứ hai, quyển trung là Hư Vọng Ẩn Sĩ Luận. Có nghĩa là luận về vị ẩn sĩ mà hư vọng. Thứ ba là quyển hạ là Dạ Danh Khất Sĩ Luận. Có nghĩa là luận về một vị tu sĩ mà khất thực, dạ danh. Trong lời tựa của tác phẩm này, đại sứ đã thuật rõ lý do rơi khỏi ghế nhà trường, nhân duyên gặp một vị sa môn phát tâm xuất gia và việc bộ này. Từ phần luận của Quý Mao Tiên Sinh trở về sau được cấu thành theo phong cách hỷ khúc. Trước hết, trong phần Quý Mao Tiên Sinh luận, đối với tuổi thanh niên bất lương phóng đãng, không chịu vâng lời của đứa cháu ngoài của ông Thổ Giác là Sương Thỏ, là Điệt Nha Công Tử, từ lập trường của Nho Giáo, Quý Mao Tiên Sinh thuyết giáo về đạo lý nhân luân trung hiệu để cải hóa. Cái bộ đầu tiên là chi? Là nói về những triết lý của Nho Giáo, Lão Giáo, Khổng Giáo. Để chi? Để khuyên nhủ người ta nên quay trở về với đạo đức, sống có đạo đức. Trước hết phải giới thiệu cho mọi người biết. Kể đến, trong phần mà Hư Vọng Ẩn Sĩ Luận, khi ngồi bên lắng nghe sự việc như vậy, Hư Vọng Ẩn Sĩ đã thuyết về tính ưu việt của đạo giáo hơn Nho Giáo để khuất phục Quý Mao Tiên Sinh, Điệt Nha Công Tử và ông Thổ Giác. Và trong quyển hà Dạ Danh Khất Sĩ Luận, nhân vật Dạ Danh Khất Nhi dưới dạng nhà khất thực, thử sật là ngài không hại lúc tuổi thanh niên, đã khẳng định rằng chữ hiếu vốn phụ định việc xuất gia là hành hiệu nhỏ. Đây, xuất gia đối với người tu sĩ mà Phật giáo, nó không phải là một hành hiệu nhỏ. Chính xuất gia mới là đại hiệu. Vì vậy Phật giáo đã ưu việt hơn cả Nho Giáo và Đạo Giáo. Nhân đây thầy thưa với quý vị cái chuyện gọi là mình nghe danh từ Nam Mô Đại Hiệu Mục Kiền Liên Bồ Tát, phải không? Tại vì sao gọi là đại hiệu? Quý vị phải hiểu. Mà muốn hiểu được đại hiệu thì phải hiểu cái gì là tiểu hiệu và cái gì là trung hiệu. Phật giáo nó có ba cấp của nó. Cái hiếu của Phật giáo có ba cấp. Ở trong đây ngài không hại đại sư, ngài luôn rất rõ cái chuyện hiệu đó. Đó. Tiểu hiệu là đối với những người con có hiếu đạo. Mà là gì? Họ cúng phùng cha mẹ từng miệng ăn, từng thức uống, không bao giờ làm trái lời cha mẹ, và luôn luôn làm cho cha mẹ hoan hỷ, vui lòng. Cái đó được gọi là tiểu hiểu. Quý vị nhớ, hiểu nhỏ thôi. Mà hiểu nhỏ đó, nếu ai đọc Nhì Thập Tự Hiểu, 24 câu chuyện hiểu của tao, thì kính thưa quý vị, 24 câu đó chỉ nằm trong tiểu hiểu đó thôi. Hiểu không ạ? Đó. Nó chưa phải là đại hiệu. Dễ sợ chứ. Thấy cái đó mới thấy cái vĩ đại và cái cáo xíu của Phật giáo. Chứ đừng có đồng nghĩa rằng là cái hiệu đó cũng ngang với giống như hiệu của Phật giáo. Quý vị phải hiểu được. Cho nên người ta hỏi tại vì sao là đại hiệu thì quý vị phải biết để giải thích. Nó chỉ là tiểu hiệu thôi. Cho nên tỷ dụ như Vương Bầu Khóc Mộ, trong 24 câu chuyện hiệu của Nhì Thập Tự Hiểu, nghe câu chuyện Vương Bầu là mình cảm động lắm chứ. Câu chuyện gì? Quý vị đã từng nghe Vương Bầu Khóc Mộ chứ? Nghe chưa? Nghe rồi phải không? Bây giờ sẵn dịp thầy kể cho quý vị nghe. Vương Bầu là người con rất có hiểu đạo.
Và trong 24 câu chuyện hiệu đó, kể mỗi người mỗi tính cách khác nhau, nhưng câu chuyện vương hầu cũng là một câu chuyện mà đọc rất là thấm khắc và cảm động. Đó là cái vị này thương cha thương mẹ lắm, và đặc biệt nhất là người mẹ. Cái mỗi lần á mà nghe mà ngoài trời mà sấm chớp là bà đi kiếm một cái góc ở trong nhà, bà ngồi bà ôm rúng cầm cập như thế này, sợ lắm, sợ sấm chớp lắm, rúng lắm. Thì vương bầu là người con thấy mẹ mình như vậy là chạy vô ôm mẹ, mẹ ơi mẹ, mẹ đừng có sợ, có bầu con đây, vô là ôm mẹ đi. Đó cũng là cái hiểu đúng không? Cũng hiểu. Nhưng chưa, nó không phải dừng ở chỗ đó. Mà sau khi mẹ mất rồi, lập làm nên một cái mồ to lớn. Và cứ mỗi lần mà sớm chớp như vậy, vương bầu vật ra ôm ngoài mồ, ôm cái mồ, chẳng phải ôm bà lúc trước, ôm cái mồ và vật nói một câu rằng: mẹ ơi có bầu con đây. Hiểu đến như vậy ai làm được? Không dễ, phải không? Nhưng đó chỉ là tiểu hiểu thôi, phải nhớ điều đó. Đó chỉ là tiểu hiểu. Tiếp theo trung hiểu. Trung hiểu là cái gì? Trung hiểu là đối với những con người con hiểu đạo mà vâng lời cha mẹ để gì? Để mà cố gắng học hành thành tài, để nở nang dòng họ, để làm cho dòng họ được vinh hiển, gia tộc mọi người được sống sướng vui vẻ. Nhưng kính thưa quý vị, đó cũng chỉ mới là trung hiểu thôi. Như vậy cả trung hiểu và cả tiểu hiểu nó nằm ở trong cái đạo lý hiểu của Nho giáo Cổ Lạc. Thế thì bây giờ thưa quý vị, quý vị có ai đã từng đọc cái bản kinh gọi là Báo ơn cha mẹ chưa? Nếu như có người vai trái cõng cha, vai phải mang mẹ, cắt da đến xương, nghiền xương thấu tủy, máu đổ thịt rơi, vật không bảo đảm được thâm ơn cha mẹ. Nếu nghe những điều như vậy thì kính thưa quý vị, trong chúng ta ai làm được không? Không. Nhưng mà có làm được đi chăng nữa, Đức Phật cũng dạy rằng là không thể nào bảo đảm được thâm ơn cha mẹ, thì làm sao mà bảo hiểu được đấy, phải không? Và cho đến tầng cùng, vào lúc mạt pháp, lấy thân này nè, đốt đèn, đốt đi để làm đèn cũng dường chư Phật, cũng không bảo đảm được thâm ân cha mẹ. Thế thì kính thưa quý vị, bảo hiểu thế nào đấy? Trời, quý vị có biết đang đọc trong kinh đó khi nào mới thấy rung động? Và ngài A Nan lúc bấy giờ là ngài rung động lắm. Ngài sợ vô cùng, bởi vì là nghe Đức Phật dạy như vậy thì ngài nói: trời ơi, mình bảo đảm thâm ân chứ đấy, mình bảo hiểu kiểu sao đấy? Đó. Cuối cùng Đức Phật dạy như thế này. Cuối cùng Đức Phật dạy rằng: này A Nan, những ai mà muốn bảo đáp thâm ân của cha của mẹ thì trước hết là phải biết tu tập, biết trì trai, biết giữ giới, và phải biết làm tất cả những cái điều thiện để chi đem lại cái an lạc lợi ích cho chính mình và cho mọi người. Rồi thì cha mẹ đã còn sống thì cố gắng làm sao để khuyển hóa, để cha mẹ chuyển hóa để mà quay về với nẻo thiện đó. Và cái cao nhất mình nhá, giống nhất ở trong đấy ngài không hại, ngài khẳng định đó là xuất gia mới là đại hiểu. Quý vị thấy đấy, có nghĩa là chi? Tiểu hiểu và trung hiểu thì nó chỉ làm cho cái thân này nè, làm cho nhục thân này sướng một đời mà thôi, đúng không? Nhưng đời sau sẽ đọa lạc, phải không ạ? Nếu không biết tu tập, nếu không biết hướng đến chánh đạo. Nhưng nếu như chính bản thân mình khuyên nhủ cha mẹ để biết tu tập, để biết ăn chay niệm Phật, biết làm điều làm lành tránh dữ, làm thiện,
Thì kính thưa quý vị, có phải chăng đó là nguyên nhân, đó chính là cái nhân để tạo nên cái giải thoát giác ngộ gì nữa, để chuyển kiếp hóa sanh gì nữa, phải không? Đó chính mới là đại hiệu. Đó. Quý vị thấy, nhưng những tôn giáo khác không nói được. Họ chỉ dừng ngang đó thôi, phải không ạ? Cho nên khác nhau ở chỗ là Nam Mô Đại Hiệu Mục Kiên Liên Bồ Tát. Quý vị để ý đi. Thế cho nên chúng ta tu tập, chúng ta học như thế này là chúng ta đang làm một việc, mà việc đó không phải bình thường, đó là đại hiệu. Quý vị nhớ điều đó, không phải bình thường. Phải hiểu những triết lý này để hiểu rõ rằng là các ngài ngày xưa, mà khi các ngài mà phát một cái tấm để mà xuất gia hoặc làm những cái việc mà gây chấn động, thì các ngài phải hiểu rất rõ những triết lý đó. Khi đó mới có thể rằng phát một cái tấm lớn để mà làm những việc đại sự. Cho nên vì vậy mà ngài khẳng định rằng là Phật giáo nó ưu việt hơn cả Nho giáo và Đạo giáo. Cuối cùng, ngài đại sứ đã kết thúc với bài sanh tự hại chi phủ cũng như thập vần chi thi. Trong tạp phẩm này, Quý Mao tiên sinh đã ám chỉ cho người chủ bên mẹ của Không Hại là Á Đao Đại Túc. Tác phẩm đã theo dệt câu chuyện đại sứ nghị học sống cuộc đời của một người cư sĩ tài giá với chí nguyện xuất gia, nhưng bị cả gia đình dòng họ tả bạ phản đối kịch liệt. Đấy quý vị thấy, cuộc đời ngài đâu đơn giản đâu. Phát tâm xuất gia đó, nhưng mà vì trong gia đình ấy, thậm chí là chí cũng có đi chùa, cũng có tụng kinh lại Phật đó, thậm chí đó, nhưng mà trong gia đình có một đứa con phát tâm xuất gia, mọi người đều cạc, đúng không? Bởi vì cái quan niệm của thế gian, ai nghĩ vậy thôi, ai nghĩ một điều đơn giản, một điều rất rõ ràng là con lớn lên thì phải nên bề gia thất, phải không ạ? Đó, con mà nếu nói xuất gia là mất đi cái này, mất đi cái nọ. Thì cuối cùng là đương nhiên trong dòng họ người ta ai đâu mà đồng ý được. Cho nên vì vậy mà quý vị thấy đối với trường hợp ngài Không Hại đại sư bị phản đối kịch liệt. Cho nên ngài nói, ngài viết cái tác phẩm này như là một sự trăn trở, như là một cái lời trăn trối của chính bản thân mình. Một cái sự thao thức của chính bản thân mình để cho biết được rằng mình muốn xuất gia. Mình muốn khẳng định cho mọi người biết rằng là cái giáo lý Phật giáo, cái triết lý đó nó vĩ đại hơn những cái triết lý của các tôn giáo đương thời. Và với ý nghĩa đó, đây là thư tịch rất quý báu, thể hiện rõ bóng dáng thời đại thanh niên của ngài Không Hại đại sư và sự chuyển biến về mặt tư tưởng của ngài trong thời gian đó. Tiếp theo là giai đoạn ngài sang nhà Đường cầu Phật. Vào tháng 7 năm 804, ngài Không Hại lên thuyền sang nhà Đường Trung Quốc. Khi thuyền cập bến thì đoàn sứ bộ đã nhắm hướng Minh Châu xuất phát. Riêng ngài thì lưu lại tại kinh đô Trường An để tham bái những ngôi danh lam ở trong thành. Và cuối cùng ngài đến tham bái Thanh Long Tự, gặp được A Xà Lê Huệ Quả, bái kiến vị này làm thầy để chuyên tâm học về mật giáo. Quý vị thấy, trong cuộc đời chúng ta, đôi khi chúng ta có một cái hướng muốn làm cái việc gì đó, ví dụ những chuyện mà vô cùng đại sự để mà gọi là chuyển hóa cả một cái kiếp sống của mình đó. Thì quý vị, ví dụ như chuyện xuất gia, đôi khi mình muốn hưởng cái này, tự nhiên chạy tầm bay không à. Hoặc là mình có đủ phước đức nhân duyên là gặp cái này gặp cái nọ, gặp là nhiều khi là làm cho mình cuối cùng là chỉ thổi thất tâm bồ đề và mình còn xuất gia. Nhưng với ngài Không Hại đại sư thì quý vị thấy cái điều may mắn và điều phần là tuyệt vời nhất ở chỗ là ngài đến gặp ngài A Xà Lê Huệ Quả. Mà A Xà Lê Huệ Quả là ai? Là một trong 6 vị tổ sư mật tông rất nổi tiếng. Và quý vị biết lắm, ngài A Xà Lê Huệ Quả biết rất rõ ngài Không Hại sáng tìm mình, hay chứ? Và ngài chờ đợi ngài Không Hại sáng. Trời ơi, tuyệt vời, tuyệt vời câu chuyện nó tuyệt vời ở chỗ đó. Có nghĩa rằng là với các ngài mà khi tu, các ngài biết là nhân duyên nó ra sao. Vì vậy cho nên cái phần sau quý vị đọc, quý vị sẽ thấy nó rất là hay. Ngài Huệ Quả là đệ tử phụ pháp của ngài Bất Không Tam Tạng.
tức là vị tổ thứ 5 của Mật Tông, nghĩa là vị giáo chủ của Mật Tông là Đại Nhật Như Lai, rồi đến Long Thọ, Long Trí, Kim Cương Trí, Bất Không Huệ Quả và Ngài Không Hại Đại Sư. Có nghĩa rằng là Ngài Không Hại là người đệ tử trực tiếp, trực truyền từ Ngài Huệ Quả. Vậy Huệ Quả là vị tổ phụ pháp đời thứ 6 của Mật Tông, và đương thời Ngài là bậc cư tượng có quyền năng về mật giáo số 1 dưới thời nhà Đường, cho nên có tôn xưng là Tam Triều Quốc Sư. Quý vị biết cái từ này không dễ chút nào, có nghĩa là một vị quốc sư của ba triều đại mà ai cũng kính ngưỡng Ngài Huệ Quả cả. Đó. Cho nên quý vị thấy không? Để mà gặp trực tiếp được Ngài này đâu dễ đâu. Nếu mình có đủ phước đức nhân duyên thì không dễ. Đâu phải đâu chuyện dễ. Đó. Và chính tại Thanh Long Từ này, Không Hại đã thọ phát Bồ Đề Tâm Giới, được Ngài Huệ Quả truyền trao cho Thái Tạng Giới và Kim Cương Giới của hai bộ mật giáo, và đặc biệt là Quảng Đảnh Pháp, Quảng Đảnh truyền Pháp A Xà Lê Vị, cũng như được ban cho mật hiệu là Biển Chiếu Kim Cang. Đó. Thường quý vị biết trong tiểu sử của những vị bên mật tông và các vị đệ tử thì quý vị biết có vị đội mật giáo thì nó có hai cái giới rất quan trọng, đó là Thái Tạng Giới và Kim Cương Giới. Có vị được truyền Thái Tạng Giới, có vị được truyền Kim Cương Giới thôi. Mà Ngài Không Hại lại đặc biệt được Ngài Huệ Quả truyền trao cho cả hai cái lúc, hai bộ là Kim Cương Giới và Thái Tạng Giới. Đó. Tương truyền khi Không Hại đến cầu Pháp, Ngài Huệ Quả đã biết trước được việc này. Dễ sợ chứ. Những vị mà những vị đại sứ, những đấng mà giác ngộ và những đấng mà cao đức ấy, họ có một cái chiều sâu tâm linh lớn thì thưa quý vị, họ có thả tâm thông, họ biết hết, họ biết điều gì xảy ra. Cũng giống như thầy xin thưa với quý vị, thầy xin kể cho quý vị nghe là trường hợp của Ngài ở tại Việt Nam chúng ta, có Ngài một vị ở trên Đại Ninh Lâm Đồng, mà quý vị biết rằng là Ngài đó Ngài biết rõ hết mọi chuyện. Cứ mỗi năm đại chúng có đảnh lễ Ngài, Ngài đó hiệu là Thiền Tâm. Ngài đồng thời với Ngài Thanh Từ, đồng thời với Ngài Nhất Hạnh. Và Ngài này chuyên về mật tông. Các vị tu sĩ ở trong vùng ở Đại Ninh, ở Thiền Chỉ các nơi đến đầu năm đều sáng đảnh lễ Ngài. Đảnh lễ để chi? Thứ nhất là chúc thọ Ngài. Thứ hai là lắng nghe Ngài truyền cho cái gì? Ngài dạy này. Thầy cũng đã từng may mắn có lần đến để đảnh lễ Ngài. Cho nên ấy, Ngài dạy này, năm này ở bên vùng đó Thiền Chỉ có việc này việc kia, bên vùng này có việc này việc nọ, nên trì tùng câu thân chủ này, nên trì tùng câu thân chủ đó thì sẽ yên. Hay chứ, các cái biết hết. Cho nên phải nói rằng là những bậc mà đại sứ như thế này, họ có một cái mình tạm dùng một từ gọi là tha tâm thông. Ngài biết trước hết mọi chuyện. Bởi vậy cho nên quý vị thấy rằng là nơi đây cái câu chuyện mà gọi là của Ngài Không Hại với Ngài Huệ Quả, đây là một câu chuyện chúng ta đương nhiên chúng ta thấy là đây là một sự thật mà sự sách ghi rất rõ rằng là Ngài Huệ Quả Ngài đã biết trước được việc này, cho nên Ngài cho mời người Không Hại đến vào trong khi mà Ngài Không Hại đại sư đang đi viện chùa. Khi gặp mặt Ngài Không Hại và biết được là Không Hại từ Nhật sang, thì Ngài Huệ Quả đã dạy rằng xưa kia thầy của Ngài đó là Ngài Bất Không Tam Tạng. Xưa kia Ngài Bất Không Tam Tạng là thầy của Ngài Huệ Quả đã có dạy rằng sau này pháp môn này sẽ hưng thịnh về phía đông, có nghĩa là về phía Nhật Bản đó. Nay xem như đã đúng thời cơ để trao truyền. Quý vị thấy. Cho nên đúng thời cơ thì coi như là Ngài Không Hại để đúng thời cơ để trao truyền. Vì thế sau khi truyền trao các bí pháp của mật giáo
thì Ngài Huệ Quả còn phó chúc cho các đồ hình màng đà la với rất nhiều các đạo cụ, pháp văn, vân vân. Và cũng chính trong năm này, sau khi phụ pháp cho Ngài Không Hại xong, thì Ngài Huệ Quả viên tịch, thọ 60 tuổi. Quý vị có tin không? Là có những vị họ chờ đợi một nhân duyên, và sau khi sau nhân duyên đó thì họ ra đi. Chuyện đó là có thật đó. Sự sách thầy đọc là một chuyện, nhưng mà thầy đã gặp rồi đó. Cũng có một vị ở trên đài này, vị đó chuyên về niệm Phật. Ngài phải nói quý vị biết là Ngài sống một đời rất là thanh đạm. Phải nói rằng là thậm chí đôi dép của Ngài mang cũng hình thầy nghĩ chắc là đôi dép mấy mươi năm. Và Ngài bao giờ Ngài mặc cái bộ đồ rất là, phải nói là nó bạc, áo đa mà nó bạc, bạc không còn cái gì nữa hết. Nhưng Ngài tuyệt vời là Ngài có sự chứng đắc. Chứng đắc cái gì? Quý vị biết, thầy không biết là cái việc này có phải sự thật không? Nhưng mà cái năm đó, thầy con chụp tấm hình với con cái tờ lịch mà khi thầy đứng hầu Ngài. Thì khi thầy đến viện Ngài là sau cả hơn 27 năm. Và trong đầu của thầy á, là bao giờ cũng kính ngưỡng Ngài như vị thầy của mình. Vì cái đức của Ngài lớn quá. Cứ mỗi lần mà đến quá thăm Ngài á, là Ngài nói thầy Nguyên Tâm, thầy cào cái đầu cho tôi vậy. Nhưng mà khi cào cái đầu của Ngài, cái điều thú vị giống như lần trước thầy nói là đùng trên này, cái chỗ này nó mềm. Là mình thấy biết đấy không phải là một nhân vật bình thường, đấy không phải Ngài bình thường. Cái đức tu Ngài lớn lắm. Thì thôi chuyện đó mình nói. Nhưng mà mấy mươi năm, cứ nghĩ luôn Ngài đến Ngài mà không có cái duyên để đến vấn an và đến đảnh lễ Ngài. Thì hôm đó, tự nhiên thầy hỏi sư phụ của thầy, là nói dạ thưa thầy là, ông thiền hành ở bên đó, ông còn không? Ôi trời, ông còn khỏe lắm biết. Mà thật năm đó là hình như ông 97 tuổi thì phải. Thì quý vị biết rằng là thầy nói thôi rồi phải tranh thủ qua để mà thăm Ngài. Thì quý vị biết là có người có thể thay đổi chứ. Nhưng với Ngài thầy không thể thay đổi gì cả. Chỉ có cái đức tu của Ngài thay đổi thôi. Chẳng có chứ. Ngài vẫn ăn mặc xuề xòa như vậy. Ngài vẫn sống cuộc đời đạm bạc như vậy. Chỉ có cái là Ngài làm cái thất hơi của vẻ là phát triển một chút. Vì là có đệ tử, phong ốc cũng có khác một chút. Nhưng mà quý vị biết cái gì không? Là phía trước cổng đó, là Ngài khóa lại. Có nghĩa là gì? Ngài đóng cái tấm của Ngài lại. Ngài muốn tiếp xúc và Ngài muốn phán duyên bên ngoài. Hay không? Cho nên khi đến đó, thì thầy phải đứng ngoài và nhờ cái ánh Phật tử mà chở thầy á, là kêu quỷ thầy gọi cho điện thoại cho quỷ thầy ở trong đó ra mở cửa hỏi là có Ngài ở nhà không, thì nói là có Ngài ở nhà. Thì thầy đứng đó chờ Ngài đi ra, Ngài trong thất Ngài đi ra, thì thầy mới hỏi thầy đệ tử. Bởi vì ngày xưa khi thầy mà đến hầu Ngài là Ngài không có đệ tử, sau này thì hình như còn Ngài có thêm mấy vị. Thì khi thầy hỏi vị đệ tử nói lâu nay Ngài như thế nào, ông sư ông như thế nào, rồi nói dạ sư ông con tiết kiệm đức lắm thầy. Nói tiết kiệm sao? Rồi dạ thứ sư ông con năm nay 97 tuổi rồi mà không bao giờ giáo ảo quân cho tụi con giặt. Tụi con muốn giặt ảo quân cũng có dịp mà giặt, bởi vì Ngài từ giặt. Trời ơi tôi chứ, Ngài từ đồng Ngài giặt. Và xin lỗi, Ngài chùi toilet, Ngài làm vệ sinh ở trong toilet luôn. Có nghĩa là ai mà giảm đùng với ai cái chí được hết kìa. Vậy đó. Cho nên là quý vị thấy là, nhưng mà khi thầy viện thăm Ngài, thầy đảnh lễ Ngài rồi xong xuôi rồi, may mắn thầy ngồi dùng cơm với Ngài. Và hôm sau thầy bắt đầu đi về Sài Gòn để thầy chuẩn bị bay sang đây. Quý vị có tin không? Một điều thầy không tưởng tượng được là sư phụ của thầy gọi tới và nói câu như thế này: thầy Nguyên Tâm, ông thiền hành mất rồi. Thầy bàng hoàng. Bởi vì Ngài còn khỏe đó, Ngài còn mạnh đó, Ngài vẫn còn, Ngài rất là khỏe, Ngài nói giọng ó rất là đấy. Mà một hai hôm sau là Ngài đi. Thì khi đó là thầy chuẩn bị thầy lên máy bay rồi, làm sao thầy ở lại được. Cho nên thầy cũng giữ lễ được Ngài. Nhưng mà thầy nghĩ rằng không biết nữa,
là đó là lần cuối cùng để thầy được may mắn được diện kiến đảnh lễ Ngài, được chụp một tấm hình với Ngài. Quý vị thấy đấy. Cho nên có những duyên với những vị như vậy sau mấy mươi năm trường để rồi cuối cùng Ngài đi. Mời câu chuyện Ngài đi cũng phải bình thường, bởi vì là nghe nói Ngài đau, đưa Ngài lên bệnh viện của Đà Lạt. Thì khi đưa lên đó, là bác sĩ khám đó xong rồi là Ngài nói về đệ tử và nói bác sĩ xin phép cho tôi đi về. Tôi muốn ở đây. Rồi là đưa Ngài đi về. Khi đưa Ngài đi về thì đến cái ngày mà Ngài chuẩn bị Ngài đi, Ngài sắp đi rồi, Ngài nói đệ tử là kêu bác sĩ về để cho Ngài xin lỗi. Thì khi ông bác sĩ về là Ngài nói tôi xin lỗi với bác sĩ là tôi không ở lại trên bệnh viện được, làm phiền bác sĩ, tôi sắp đi rồi. Thế là chiều đó Ngài đi. Có nghĩa là Ngài biết trước ngày giờ ra đi. Quý vị biết không? Chúng ta tu cần nhất điều đó. Và không dễ ai nhất thời mạt pháp này có thể làm được điều đó. Nhưng mà những vị đó may mắn, những vị đó họ làm được đấy. Cho nên vì vậy quý vị thấy rằng là cái trường hợp mà của Ngài, cái trường hợp Ngài Huệ Quảng, thầy nghĩ là Ngài chờ đợi Ngài không hại đến để truyền trao hết tất cả như là một cái sự mạng. Và xong việc rồi thì thôi, Ngài thông dong mà ra đi, phải không ạ? Vâng, kính thưa quý vị, xin phép được dừng hôm nay. Kính chúc đại chúng một đêm an lành. Nam Mô A Di Đà Phật.